Xin chào, tôi là Hồng Duyên đến từ MBA Andrews. Sau đây tôi xin giới thiệu với anh chị cách tùy biến mẫu PowerPoint mà anh chị vừa tải về. Mẫu PowerPoint này là sản phẩm do MBA Andrews và IVO cùng phát triển. Trong mẫu này, chúng tôi đã tích hợp sẵn các đề mục cần thiết, các ví dụ, cũng như là các tùy chọn ảnh nền, biểu tượng infographic để quý vị có thể dễ dàng chỉnh sửa và thay thế phù hợp với mục đích của mình. Thứ nhất, về tùy biến phần nội dung văn bản. Trong mẫu PowerPoint này, anh chị có thể dễ dàng thay đổi nội dung và các vị trí của các đoạn văn bản theo nhu cầu của mình. Ngoài ra, chúng tôi còn tích hợp thêm các slide hướng dẫn cách viết nội dung quan trọng đúng chuẩn quốc tế như cách xây dựng tầm nhìn sứ mệnh, phân tích SWOT. Sau đây, Hồng Duyên sẽ ví dụ thay đổi thử một slide để anh chị có thể tham khảo. Khi cần thay đổi, anh chị chọn vào nội dung cần thay đổi và nhập vào nội dung mới. Hồng Duyên sẽ thay đổi đoạn này. Hồng Duyên sẽ chọn vào vị trí văn bản cần chỉnh sửa. Sau đó anh chị bôi đen để xóa hết những cái nội dung mà anh chị không cần thiết. Và anh chị có thể copy paste cái phần nội dung có sẵn của mình đã chuẩn bị trước để cho vào đây. Hoặc là anh chị có thể gõ đoạn văn bản mà anh chị cần sử dụng. Sau đó Hồng Duyên có thể thay đổi phông chữ, màu sắc, kích thước bằng cách chọn kích đúp cả cái phần nội dung này, rồi ấn vào Home, ấn vào phông chữ, chọn phông chữ không có chân để dễ quan sát cũng như là dễ nhìn. Tiếp theo là chọn size, kích thước. Tiếp theo là chọn màu chữ. Tương tự như vậy, khi mà anh chị cần chèn thêm một đoạn văn bản mới và không sử dụng đến những cái nội dung có sẵn ở đây thì anh chị chọn vào phần Insert, chọn Text Box, chọn vùng cần sử dụng đến đoạn văn bản này. Sau đó anh chị copy paste đoạn văn bản của mình vào hoặc là gõ đoạn văn bản cần sử dụng. Sau đó tùy chọn chỉnh sửa màu chữ, phông chữ, kích thước như vừa nãy. Phần tiếp theo đó là về hình ảnh. Như anh chị có thể thấy trên màn hình, ở trên này chúng ta đang có 4 hình ảnh. Và để thay những cái hình ảnh này bằng hình ảnh của anh chị thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Duyên sẽ lấy ví dụ của một hình ảnh ở trên này và thay đổi một hình ảnh khác để anh chị có thể hình dung dễ dàng nhất. Bằng cách đó là chọn vào hình ảnh cần thay đổi, sau đó nhấn chuột phải, chọn Format Picture. Sau đó sẽ hiện lên cửa sổ ở bên phải màn hình. Anh chị chọn vào Shape. Sau đó có biểu tượng đổ màu. Chọn Fill. Chọn Picture or Texture Fill. Chọn Insert ảnh. Sau đó anh chị vào máy tính để chọn hình ảnh của mình. Vậy là Hồng Duyên đã chọn được hình ảnh tùy thích để thay đổi với một bức hình cũ. Tiếp theo đó là về sử dụng layout. Layout thì anh chị có thể chọn vào slide cần thay đổi hình nền. Sau đó anh chị nhấn chuột phải. Anh chị tìm đến chữ layout, sau đó chọn hình nền phù hợp với nội dung đang trình bày của anh chị. Đây, Hồng Duyên sẽ thử chọn một hình này. Như vậy là chúng ta đã thay đổi xong phần hình nền. Với hàng trăm infographic, hàng ngàn icon chuyên nghiệp, đa dạng chủ đề ở phần cuối PowerPoint, anh chị có thể tùy biến và chỉnh sửa, giúp bản thuyết trình trở nên đẹp và cuốn hút hơn. Ví dụ, Hồng Duyên thử tùy biến một infographic ngay sau đây. Đầu tiên, anh chị chọn infographic cần chỉnh sửa và thay đổi. Sau đó, anh chị nhấn chuột phải, ungroup nó ra. Sau khi ungroup xong, anh chị có thể chọn những cái chi tiết cần chỉnh sửa như là phần text ở trên này. Anh chị có thể xóa cái chữ infographic này và thay vào đó là phần nội dung của anh chị. Vậy là xong phần text. Để mà chỉnh sửa màu sắc cũng như là kích thước của cái infographic này thì cũng giống như là phần chọn text, anh chị chọn cái vùng chi tiết cần đổi màu, sau đó anh chị chọn format, chọn shape fill, chọn màu sắc để chỉnh sửa phù hợp nhất. Như vậy là xong. Chỉ cần những thao tác đơn giản như vừa rồi, Hồng Duyên đã thực hiện xong cách thay đổi một infographic. Ngoài ra, khi tạo xong phần nội dung hoàn chỉnh, anh chị có thể sử dụng transition hoặc là animation để tạo slide chuyển động mượt mà hơn.
Trên đây là hướng dẫn cơ bản các thao tác đơn giản để quý anh chị có thể tự tạo cho mình một slide hoàn chỉnh và chuyên nghiệp. Hy vọng với bộ PowerPoint này và các bước chỉ dẫn cơ bản trên của MBA Andrews sẽ giúp anh chị tự tin thể hiện bản thân một cách chuyên nghiệp và hoàn hảo nhất trên slide mà không tốn nhiều thời gian cũng như là công sức để đi tìm kiếm, trình bày và thiết kế một bản slide cho riêng mình. MBA Andrews xin chúc quý anh chị thật nhiều sức khỏe và thành công. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi.